Cháu thích đáng yêu.
Trứng đã không biết đi nữa. Khi tôi đi, tôi là một bé gái, giờ một phụ nữ đã đi chỗ. Tôi là người phụ nữ đẹp nhất trên đời. Đẹp. Thường màu đẹp nhất. Chú nhớ bà nội Phương Lớn không? Có chứ, bà mất rồi. Chú có nghe nói, chú rất yếu. Không thể tin là hai ta đều ở đây không? Hẳn là số phận. Không gọi là gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Chú có biết ông đồng Edward Chris không? Ông ấy nói mọi thứ đều được định sẵn. Cháu thích nghĩ đó là số phận. Chú không biết nó thế nào, nhưng chú mừng vì nó đã xảy ra. Chú đến nó đã tan chưa? Và cách chữ cháu một con sông. Cháu thấy phải bài hạ em có sức nếu đứng trên giường. Chú biết sao chú đã ở đâu? Kể cho cháu biết đi. Cháu như cô ấy chưa nói chưa được. Cháu luôn muốn đến nhà. Có lại như người ta nói không? Lại gấp đôi. Chú ơi, mọi người luôn nói chú khác biệt. Cháu nghĩ đúng là vậy. Chú nói chú đã gặp một người chuyện có thành không ạ? Đã qua hết rồi. Cháu còn nhớ cái này không? Đây là ảnh con tâm vui dài lúc 5 giờ chiều ạ. Cháu muốn ăn tối không? Cháu đã kể là cháu muốn cho Valentine chưa? Ông ấy là tin đặc ứng nổi tiếng. Ông ấy nói cho tôi đối chức hoàn hảo. Trong một lần diễn tập, một nghệ sĩ bị ngã. Ông ấy đã đưa nó vào màn diễn. Em có tưởng tượng được không? Trong một ballet cổ điển và một nghệ sĩ muốn cố tình ngã. Bây giờ ngày múa phát động rồi. Nó được gọi là trừ tượng. Ông ấy không phải người duy nhất có liên quan đến sự kiện Chelsea. Cô đã phá hỏng mọi công tác với những sư tư của mình. Vấn đề không nào đến mà ở cảm nhận của nghệ sĩ. Cô ấy nói với tôi về thế giới ngũ sợ lớn này. Những cái tên đó chẳng có ý nghĩa gì. Tôi không thật sự đổi những điều vô sáng. Năm mới này, hiện tại, lần chết nữa, họ thấu hiểu sự mạnh mẽ và thể chất của lại. Chú ơi, cháu không hiểu hiện suốt. Không, chú được nghe mà. Chú không biết là cháu hút thuốc, cháu được lớn rồi. Không, cháu đủ lớn để làm một chuyện. Ở New York, chú cháu thức suốt đêm. Nắng mặt trời mọc quanh nhà kho. Không có gì đó để làm. Ngày mai cháu phải về. Sớm quá, cháu ước gì có thể ở lại. Nghệ sĩ múa không phải cần vũ trang hay phong nền nữa. Cháu hình dung những tiểu múa hoạt thôi. Chú có đọc sách của D.H. Lohan không? Sách của người bị cấm. Ngôn từ khiêu khích không? Ở trong đoàn mọi người phải tin nhau. Xin dự là một phần trong đó. Nhiều nữ nghệ sĩ muốn bị đồng tính. Có một phụ nữ muốn ngủ với em.
người muốn ngủ với em. Em thật đáng học, chắc hầu hết bọn họ muốn ngủ với em. Về nhà đi. Hoặc kiếm một căn phòng ở đâu đó. Có thể trải đóng góp của anh sao? Em không biết nữa điều gì. Không phải là em không biết. Em nghĩ sẽ chỉ làm em thất vọng. Em từng gặp với những người già hơn rồi. Sợ. Em nên đi nữa các bạn. Em chỉ trẻ có một lần, em đủ lớn rồi. Không phải đi ngay, thế thôi. Ta có thể đi ngay nhà. Cuộc đời ta được xác định bằng những cơ hội. Kể cả những cơ hội cho bọn lớn. Ông ấy thật đẹp trai. Thật khác biệt. Người ta nói bảo sẽ không đổ bộ vào đây. Tuyệt quá. Phải trốn dưới đống chăn với mẹ mình. Ngoài thấu không có gì. Bên cho mình. Tôi thấy mọi thứ rất khác. Tóc tôi bước sáng và mỏng như mỏng. Tự sắc tôi nhẹ bén hơn, tai tôi nghe rõ hơn. Tôi có thể đi nhanh và xa hơn. Khi mọi người già đi, riêng mình tôi vẫn trẻ ra. Mời vào. Benjamin. Còn bé tôi chứ, có chữ ông bác em. Ông sao thế? Chân tôi bị nhiễm trùng. Chào mừng trở về em bạn. Ông vẫn uống sơ sơ mắt whisky. Con người vừa vặn quay đã đến căn nhà ở phố Hoku. Lâu rồi mới có đến. Tần suất gần để chiếu phim mỗi ngày, số nhân công tăng gấp 10 lần. Chúng tôi làm trước nhà. Thật xấu hổ. Chiến tranh khá tử tế với hành vi làm phi đạo. Tôi bị bệnh. Tôi không biết mình còn sống hay không. Tôi rất tiếc tôi bất thân. Tôi không có người thân. Tôi sống khép kín. Khi họ có công việc gì, bất cứ khi nào có thể, tôi muốn đổ bạn. Chắc chắn tôi sẽ làm những gì đó. Anh biết gì về PR không? Nhà tôi là những công ty PR hết tên từ 124. Ông nội tôi là Tuấn Anh. Ông có cửa hàng nhỏ ở Michigan. Sau một chiến, ông chuyển đến New York, nơi cha tôi sản xuất mỹ phẩm. Chúng tôi phải tự làm PR. Nhờ cha tôi, hiện nay chuyển đến thế này. Tới giờ tôi chưa biết sâu đến này. Thật thú vị. Rõ ràng ông đã làm rất tốt. Tôi có thể giúp gì cho ông? Benjamin. Con là con trai của cha. Xin lỗi vì cha chưa từng nói với con. Con được sinh ra vào cái đêm cuộc chiến vĩ đại kết thúc. Mẹ con đã chết khi sinh con. Cha đã nghĩ con là quái vật. Cha đã hứa với mẹ là bảo vệ con. Lẽ ra cha không nên bỏ con. Mẹ tôi tại căn nhà nghỉ hè bên hồ Pontchartrain. Khi còn nhỏ, cha thức dậy trước mọi người, chạy đến hồ và ngắm cảnh mới bắt đầu. Như thế chỉ có mình cha trên đời. Cha yêu mẹ ngay liền đặt đầu. Tên mẹ con là Caroline Murphy. Bà nằm trong bếp của ông vợ con.
và đến từ Dublin. Năm 1903, Caroline và các anh chị em chuyển đến sống ở New Dublin này. Cha lên đỉnh núi Sovet chỉ để nhìn thấy mẹ con. Ngày 25 tháng 4 năm 1918, ngày hạnh phúc nhất đời cha, cha cưới mẹ con. Sao trước đây ông không để cho đi? Cha định để làm mọi thứ cho con. Tôi phải đi. Đi đâu? Về nhà. Ông làm cái gì chứ? Ông còn chỉ cần xuất hiện là mọi chuyện tốt đẹp. Mọi người đều là bạn. Chắc chắn ông ta sẽ nhận được điều khác. Và Chúa cho rằng ông ta sẽ nhận được điều khác. Ông ta để lại 18 đô la vào bên mình tìm thấy con. Chỉ 18 đô la vào một cái lãng lận. Chúc mẹ ngủ ngon. Chúc ngủ ngon con yêu. Tôi đã kể cho anh, tôi bị sát đánh 7 lần trước. Khi đưa dắt chó đi dạo trên đường, tôi bị mù mở mắt và nghe rất kém. Tôi hay tự dưng co giật và run rẩy, luôn quên mất một suy nghĩ. Nhưng nghe biết không, chú vẫn mắt tôi rằng tôi thật may khi còn sống. Bão sắp đến. Mẹ là mẹ con.
Còn tôi, chưa được thế như nó.